Đà Lạt. Đâu hả? Ở trong Úc ăn đó. Lên đây đi mẹ cho anh rồi. Ông nói là cái gì vậy? Đó là cái gì chồng à? Tên là gì? Đà Lạt. Kỳ nghỉ hè cùng gia đình. 1 tháng 9 tới 4 tháng 9 về. Trực tiếp được nè. Ê, Yến trực tiếp được. Nãy giờ không có mạng mà ơi, không biết vậy. Trong đây là gì vậy? Bảo không bảo. Bảo lên kia bảo. Không to. Ăn cái bún cũng được. Tiếng rồi. Rồi mẹ mày đẹp ghê không? Rồi. Cái là đốt trên đỉnh luôn rồi trời. Rồi lên dẫn không? Ờ mềm rồi, cao quá. Xuống kìa, đá mới xuống kìa. Rồi. Cái gì? Rồi Yến vô đây. Ken. Ken. Bill. Bill bên đây nè Bill. Bill à. Bắp nè Bill. Chuột ở đây nè bác Hằng. Kìa.
nước không có còn ướt ha. Rồi chơi xong chưa? Cũng vậy nè. Ướt quần. Ướt quần luôn. Đi ra vườn dâu. Vườn dâu tới thui giờ lẹ lẹ đi. Vườn dâu nè. Ok. Có bụng quá. Đi đá mẹ tốn tiền nữa nha. Nó mua chứ. Bữa này mua bỏ tiền ra cháu mua nè. Mua gì? 30.000 nè. Hợp đó hả? Ừ. Coi lại hết. Gom gom chỗ nó ra nè, đi ra thấy dâu rồi, cái nó thấy dâu lại lên. Đi thấy dâu nè. Ôi ôi ôi. Phốp phốp giơ tay ngay. Trực tiếp mới có mà. Mới có mạng á. Nãy giờ mắc sống á. Trưởng đoàn nè. Trưởng đoàn của nhà. Chuột hunter. Thảo, thảo. Gớt đâu hả? Gớt hả? Ủa chết rồi.